Kính chào đầu mối môn, xin kính chào quý khách hàng, quý vị khán giả. Kính chúc quý khách hàng, quý vị khán giả có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Video này mình dẫn khách đi đến chỗ Hai Hậu mua gà. Khách Đồng Tháp lên mua gà, nhờ mình ship bà con. Thì cũng công 2-3 chuyện. Thì sẵn đây mình cập nhật cái giá thịt gà công nghiệp chỗ Hào. Thì hàng đây là hàng hoàn toàn là hàng mới tinh nha bà con, mới bốc khói á. Thì cũng thông tin đến quý khán giả, cô chú, anh chị em gần xa, thì kênh chợ Hồ Mối Hóc Môn thì có làm thêm cái dịch vụ là mua hàng cho khán giả để kiếm thêm cái chi phí để mình hoạt động kênh nó hiệu quả. Thì tại vì kênh YouTube á, thì cũng phải cần máy tính gì, rồi máy thiết bị quay, rồi xài năm này qua tháng nọ thì nó cũng phải hư, cũng phải mua, mà mua một cái tới mười mấy 20 triệu, thành ra là mình phải làm thêm cái nghề mua hàng để có tiền, chứ còn lấy tiền mà YouTube không thì không hiệu quả bà con. Thì bên mình đó thì làm cái dịch vụ mua hàng thì tùy theo bà con có nhu cầu gọi tới mình là thương lượng cái giá dịch vụ, tùy theo mua ít mua nhiều, rồi đặc điểm của cái món hàng cô chú anh chị em mua. Như gà thì cô chú anh chị em mua số lượng nhiều mà đòi hỏi phải mới, phải đạt cái size. Nhiều khi cô chú anh chị em lấy cái đùi tỏi size nhỏ hoặc cánh nhỏ, rồi là cái gốc tư nhỏ đó, thì là mình phải mọc giờ đêm rồi mình mua. Rồi cô chú anh chị em mà bán gà rồi còn mua thịt heo nữa, thịt heo á, thì cô chú anh chị em mà kêu mà thịt heo mà loại mọc, loại đẹp nhất thì cũng phải 1 giờ đêm. Thành ra cái chi tiết đi chợ nó có khác với là cái buổi sáng, hoặc là mình đi chợ nó nhiều lần á, thì cái giá dịch vụ nó có khác hơn cái đi chợ nó đơn giản. Thì thông tin đến quý khách hàng, thì ở đây là mình làm dịch vụ vậy thì mình thương lượng, thì mình vừa với người bán, vừa người cái công mình bỏ ra mình làm, rồi anh em còn phải ship đi tận nơi nữa, hoặc là ship ra xe rồi gửi về tỉnh. Thì nếu mà cô chú anh chị em thấy phù hợp và đôi bên mà kết hợp lại để thứ nhất là tiêu thụ cái hàng hóa cho bà con tiểu thương tại chợ để mình tương tác, để mình quay video nó dễ hơn. Thì cũng cảm ơn quý cô chú anh chị em khách hàng đã ủng hộ, để tạo điều kiện để cho mình làm video liên tục, gửi đến cái giá cả thị trường cho người xem. Thì cảm ơn khách hàng rất là nhiều. Thì cái mong muốn của mình thì làm cái ngành mà mua hàng á, thứ nhất là cái người mua nó, thứ nhất là nó tiết kiệm được, rồi mặt hàng nó theo ý của mình mong muốn. Đương nhiên còn phải muốn mua hàng hóa cho bà con nó đảm bảo nó chất lượng. Thì muốn vậy thôi, chứ mình mong muốn vậy, cái tiêu chí mình làm vậy, nhưng mà nó cũng nhiều khi nó cũng bất cập, chứ không phải là mình muốn là nó được đâu, cũng khó lắm. Thì cô chú anh chị em mà xem ra video này thì cũng như là rất nhiều video mà có cái số điện thoại của mình để chữ ship á, thì cô chú cứ liên hệ trực tiếp đó là gặp mình. Thì đây gà của Hai Hậu, bây giờ là 2:10, thì xuống nhiều rồi đó, hàng hóa chỗ Hai Hậu cũng đầy đủ rồi. Thì bây giờ mình hỏi giá. Hôm nay là ngày 22, thứ năm ngày 22 tháng 8 năm 2024 cái gì? Ở góc tư chưa bạn? Hả? 42.000. Giá nóng hỏi luôn, góc tư có 42.000.
vậy là rẻ nha bà con. Chứ hôm bữa trước là nó 45.000 á, vậy là gà có chiều hướng xuống. Còn đuôi tỏi nhiêu? Đuôi tỏi 68.000 vậy cũng xuống 2.000 nè. Đuôi tỏi á là giá 70.000 đứng lâu lắm á, nay còn có 68.000. Đâu nay 13 hả? Đầu 13 lấy nhiều, còn nhiều nữa thì 12. Cái đầu gà, cổ gà nè, tùy theo số lượng. Đầu lòng, đầu lòng là 30, 10 bộ 30.000. Mua 10 bộ này trời ơi, về ha, nấu cái món gì mà ha, 30.000 này với 10.000 cái chua hả, trời ơi, xào hồi đem lên cái dĩa là thấy đầu lòng không, hoặc sợ mà ăn luôn nha bà con. Đậu lòng nè, thì đậu lòng này á, bộ nó tính theo bộ, bộ là 30.000 là 10 bộ, thì có gồm có tim, mề, gan đầy đủ vậy đó. Bây giờ mình về mình chịu khó mình làm cho sạch. 45 hả? 45 hả? Này là chân gà này nè, chân gà nhỏ là bán hai chỗ hai hậu, hiện tại bây giờ là 45.000. Xương cổ nhiêu? Xương cổ 20.000 một ký nha bà con. Cái chân gà nhỏ 45.000, chân gà lớn gần 70 hả? Chân gà lớn 70.000, đúng rồi, chân đẹp nha, không có cái ghẻ luôn á, chân như chân ngọc trinh. À, chân ngọc trinh mà mày gặm được cái chết liền luôn. Đấy, chứ đàn ông mà cái thấy phụ nữ đẹp là cứ nhắc hoài, mà ngọc trinh đẹp thiệt ai cũng công nhận. Cánh gà, cánh gà vậy, cánh gà 60.000 nha bà con. Ô, cánh gà này vậy là nó hết theo kịp với lại cái đùi tỏi rồi. Cái cánh gà này nè là nó theo cái giá với lại cái đùi tỏi á, đùi tỏi 68 là nó 68 á, mà nay nó tụt hơn đùi tỏi nhiều rồi, nay nó có 60.000 ký rồi. Đó, bạn hàng lựa anh đó giỏi quá. Còn đặc biệt ở chỗ hai hậu là bán cái món gốc tư gà nha bà con, là lợi lựa thoải mái luôn, lớn cũng như nhỏ. Cái gốc tư nhỏ cũng đồng giá phải không? Mắc hơn ngàn. Là cái gốc tư nhỏ nhiêu? À, nhỏ 48. À, nay do trên công ty tăng cái giá gốc tư nhỏ lên, thành ra là buộc ảnh phải tăng lên là ngàn. Thì ngàn nó cũng trả tới đâu bà con. Quan trọng là mình xài, mình chia cái phần mình, phần cơm để mình kinh doanh nó đầy đủ là ok rồi. Thì gốc tư, cái giá gốc tư hiện tại là gốc tư nhỏ là 48.000 đồng một ký. Gốc tư lớn á, gà gốc tư lớn á là 47.000. Rồi bên đó cá luôn. Đang xuống luôn á bà con. Mình đi sớm mà, sớm nhất luôn. Làm video mà đi trải quá rồi, người ta bán hết rồi, hết trơn rồi, còn cái gì đâu để bà con xem mà để nhận xét. Hàng mới cũ, hàng nó mức độ nó đạt như thế nào thì mình phải có cái số lượng để mình nhận xét. Người ta làm cái video là phải vậy, tùy theo cái hàng hóa. Ví dụ như mảng cầu gai đi, mảng cầu gai hôm rồi hút quá. Mảng cầu gai mà muốn mà quay mảng cầu gai là phải 7 giờ ra tới chợ, 7 giờ, 19 giờ đó, là xe đã vừa đổ xuống là mình quay video thì còn kịp, chứ để tiếng một hồi là người ta bán sạch bách. Thì đặc thù công chuyện làm YouTuber tại chợ Đồng Mối Hóc Môn là nó vậy mà con. Rồi chờ em. Lương đây nhiêu? 130, 120 hả? 115, 125. Ếch 60, 75 à? Ếch 50, 55, 60. Ếch này xuống hả?
ếch 50.000 nè, ếch thì có 50.000 nha bà con, 50.000. Ồ, mặt hàng ếch rẻ nha bà con, thông tin đến bà con người tiêu dùng để biết. Thì 50, 55, 60 là nó có 3 loại giá vậy đó. Loại 50.000 là loại nhỏ nhất, loại 60.000 là loại lớn nhất. Cái giá đó là cái giá ếch chưa làm, chưa làm nha bà con. Còn lươn này á, lươn chỗ hè hậu bán á là 115.000 đồng một ký. Rồi cái lươn lớn á là 125.000 đồng một ký. Cá kê phi 35.000. Cá kê phi 35.000 đồng một ký. Kê phi nè. Trời, cái này mà hả, cái con cá mà cỡ 2 kg này ha. Mình chơi câu mà hay dính nó thử coi, trời ơi, nó kéo. Kéo mê luôn. Cá rô 50.000 hả báo? 55.000. Cá rô mề 55.000 một ký. Đương nhiên rồi. Báo em nó nói là cá đó là giá, đó là giá chưa làm thì đương nhiên rồi. Hả? 55.000 là làm rồi á hả? Ồ, cá rô này rẻ nha, làm á, cũng như là mình mua 1 ký cá ở đây họ làm sạch sẽ cho mình luôn, mình đem về mình kho luôn á, rửa sạch kho 55.000. Còn mình mua về mình tự làm thì rẻ hơn. Thì nó cũng 50.000. Cá hồng. Cá hồng ra nhiêu báo? 60 đến 60.000 tới 75.000. Cá hồng á. Cá hồng nhỏ nhất là 65.000 đồng, 60.000 đồng một ký, rồi 65.000 đồng một ký, rồi 70.000 đồng một ký, rồi 75.000 đồng một ký là cái loại này nè. Là 75.000 đồng một ký là loại lớn nhất á, trên một ký á. Đó, tầm ký 2, ký 3. Nhiều cá biệt á, có nhiều khi nó tới 1 ký rưỡi luôn à, con. Còn cá hồng ở loại 1 ký á thì có 70.000 thôi. Thì chỗ heo là đối diện cổng 3. Cá lóc em. Cá lóc lớn 60.000. Cá lóc nhỏ 55.000. Cá lóc này là cá lóc nhỏ nè. Cá lóc nhỏ. Cá lóc nhỏ này á 55.000. Vậy chứ cũng cả nửa ký con á. Rồi nhìn nó ngon. Nhớ ngày xưa mình còn nhỏ nhỏ đi cắm câu rồi dính được con cá này mừng dữ lắm bà con. Chạy té ruộng. Ôm con cá chạy té ruộng, nhiều khi ôm con cá chạy rồi bắt đầu cái là té rồi rớt con cá xuống ruộng là mất tiêu con cá luôn á. Đó, hoạt động ở chỗ vừa hè hậu lúc 2 giờ sáng là vậy đó, hàng mới tinh vậy đó, chuẩn bị. Thì bà con tiểu thương ở đây người nào kinh doanh món nào thì chuẩn bị đầu của chợ mà. Chân em ở bên thịt bò thì cũng chuẩn bị lạng da lựa thịt. Rồi bên Vũ Ngọc bây giờ này, thịt heo bên Vũ Ngọc là bây giờ này mới mở đèn đó, 2 giờ sáng. Rồi thì thông tin đến quý cô chú khán giả xem trên kênh chợ đầu mối Hóc Môn thì mình để cập nhật cái làm video này đem tới cái thông tin cho quý cô chú anh chị em cái nhìn toàn cảnh ở giữa hai hậu vào lúc 2 giờ sáng. Rồi giá thịt gà công nghiệp, rồi một số mặt hàng cá, ếch, lươn chỗ hào có bán thì để mình thông tin đến quý cô chú anh chị em xem.
để có được cái thông tin hàng hóa để bà con ha, có cái cơ sở để so sánh với chợ địa phương của mình. Rồi nếu mà mình thấy rẻ, ở đây rẻ thì mình tới đây mình mua để mình tiết kiệm chi phí gì. Đó, anh đó, anh đậu cá là lóc lớn à, 60.000. Nếu quý khách hàng, quý vị khán giả thấy video này có ích và ý nghĩa thì xin hãy nhấn đăng ký kênh để kênh được phát triển, và nhớ bấm vào cái chuông để nhận được thông báo khi kênh có video mới nhất. Xin cảm ơn quý khách hàng, quý khán giả đã xem video này. Chào tạm biệt quý khách hàng, quý khán giả. Hẹn gặp lại quý khách hàng, quý khán giả ở video tiếp theo. Bye bye. Cá lóc kỹ lô. Mấy anh em này hay lắm. Cá chân nhớt vậy rồi sao mà nó nắm vô đó, là con cá nó không có giải, nó nắm vô cái chín làm như có keo à. Còn mình á, cầm vô á, tuột lên tuột xuống, mấy anh em lại đây bắt cá dễ ầm.